Anh Trường mở hàng online chắc đắt hàng lắm. Giờ nhìn cái biết ngay đắt hàng. Công là ít nhất phải trên 500 hả? Bốn trăm tám mươi tám à? Này làm công nhân đây à? Đóng hàng rồi. À đóng hàng bên kia. Vừa qua nước ngoài ở đấy chưa đến. À đúng rồi, báo cáo. Em ơi, đứng tạm này anh Hà hay không? Báo cáo qua cái đấy đi. Bà gọi cho ông ấy rồi. Bố chỉ đầy người đấy. Đầy người mà đúng người đây. Ta bảo ông anh ngoài. Đó có trách nhiệm cái gì? Hàng ra mà không có bảo vệ. Tao bảo thôi, để tôi bảo cho.